ta có thể thử sức dẻo của đôi chân bằng cách leo lên đỉnh núi Tử Trầm. Đường lên núi chỉ dựa vào các mỏm đá tự nhiên là chính. Đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn xa, ta có thể cảm nhận được cả một vùng nước non hùng vĩ giữa khoảng không trung bao la. Thật là thú vị khi giữa những ngày hè nóng nực được dừng chân thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh Chùa Trầm. Mọi cảm giác oi bức ngột ngạt xua đi, để lại trong lòng cảm giác thanh bình, yên ả giữa chốn linh thiêng bên ngôi chùa cổ kính của vùng quê ven sông đáy. Đến với Chùa Trầm, du khách còn được chiêm ngưỡng nhiều thắng cảnh đẹp xung quanh như đền mẫu nằm lưng chừng núi, ba ngọn tháp cổ ghi lại công đức của Thống đốc Hoàng Trọng Phu, bà Lê Thị Thọ cùng với nhiều tăng ni Phật tử.